quyền cho trẻ hoài. Ngày nắng mai hoặc màn đêm buông dần, Ngài dẫn đưa con vào trong chốn bình an. Đời có lúc hoạn nạn khi khốn khó, vâng tin Chúa đưa cánh tay mang quyền cho trẻ hoài. Ngày nắng mai hoặc màn đêm buông dần, Ngài chính ra về vua ai quyền toàn năng. Giữa muôn vàn gian khó, Chúa đã lo liệu trong ý Ngài. Chúa luôn thật tốt lành, lòng con thoa vui. Cứu con từ tâm tôi, dẫn đưa con vào nơi phước hạnh. Quyền binh thuộc Chúa luôn cha che con suốt đời. Quyền cho trẻ hoài, ngày nắng mai hoặc màn đêm buông dần, Ngài dẫn đưa con vào trong chốn bình an. Đời có lúc hoạn nạn khi khốn khó, vâng tin Chúa đưa cánh tay nắm quyền cho trẻ hoài. Ngày nắng mai hoặc màn đêm buông dần, Ngài chính ra về vua ai quyền toàn năng. Giữa muôn vàn gian khó, Chúa đã lo liệu trong ý Ngài. Chúa luôn thật tốt lành, lòng con thoa vui. Cứu con từ tâm tôi, dẫn đưa con vào nơi phước hạnh. Quyền binh thuộc Chúa luôn cha che con suốt đời. Chào mừng tất cả các em đến với thì giờ học câu Kinh Thánh ghi nhớ trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học một câu Kinh Thánh ghi nhớ rất là đặc biệt. Bây giờ anh sẽ đọc câu Kinh Thánh đó lên cho các em cùng nghe nha. Câu Kinh Thánh của chúng ta được chép trong Thi Thiên chương 108 câu số 13. Đây là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Và bây giờ anh sẽ đọc câu Kinh Thánh của chúng ta. Thi Thiên chương 108 câu số 13. Nhờ Đức Chúa Trời chúng con sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cù địch của chúng con. Thi Thiên chương 108 câu số 13. Anh sẽ đọc lại một lần nữa cho các em nha. Nhờ Đức Chúa Trời chúng con sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cù địch của chúng con. Đây là một câu Kinh Thánh rất là đơn giản và chúng ta sẽ cùng học câu Kinh Thánh này với nhau. Bởi vì có nhiều bạn của chúng ta không có Kinh Thánh nên anh đã ghi câu Kinh Thánh ra một tờ giấy để chúng ta có thể dễ dàng quan sát hơn. Đây là câu Kinh Thánh của chúng ta. Các bạn sẽ cùng đọc với anh nha. 2, 3. Nhờ Đức Chúa Trời chúng con sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng con. Thi Thiên chương 108 câu số 13. Đúng rồi. Ở trong câu Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng lời Chúa nói rằng nhờ Đức Chúa Trời mà chúng con sẽ làm được những việc cả thể. Có nghĩa là nhờ Đức Chúa Trời mà em
mà anh Cường có thể làm được tất cả mọi điều. Bởi vì chúng ta là những con người nhỏ bé, chúng ta là một vật mà Đức Chúa Trời Ngài đã tạo nên. Khi mà Ngài tạo nên con người của chúng ta thì Ngài nói rằng loài người của chúng ta là một tạo vật rất là tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng nên giống như hình ảnh của Ngài, và đây là một điều tuyệt vời, và chỉ có thể nhờ Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ làm được những điều tuyệt vời. Và giống như lời Chúa nói rằng nhờ Đức Chúa Trời thì chúng con sẽ làm được những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng con. Các em ơi, khi chúng ta là con cái của Chúa thì chắc chắn sẽ có gặp những sự thử thách, những sự khó khăn, và có một đối tượng luôn luôn tìm cách cản trở chúng ta, và đối tượng này chính là kẻ thù của chúng ta, hay còn gọi là cừu địch của chúng ta, đó chính là Satan hay là ma quỷ. Và các em ơi, chúng ta phải nhờ cậy ơn Chúa, bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài đã đắc thắng ma quỷ, Ngài đã đắc thắng sự chết, và Ngài đã phục sinh vinh hiển, và chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng ta, chính Ngài sẽ dày đạp ma quỷ, dày đạp tội lỗi, bởi vì Chúa Giêsu Ngài là đấng đắc thắng, Ngài là con của Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu Ngài đã đến thế gian để gánh thay tội lỗi của anh Cương, gánh thay tội lỗi của em trên thập tự giá. Huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra để cho chúng ta được sự tha tội. Và các em ơi, nếu trong vòng các em có những em nào đã tin nhận Chúa Giêsu rồi, chúng ta hãy tiếp tục nhờ cậy Đức Chúa Trời để rồi chúng ta có thể đắc thắng những cái sự cám dỗ, chúng ta có thể chiến thắng ma quỷ. Còn nếu em nào chưa tin nhận Chúa Giêsu, chưa trở thành con cái của Chúa Giêsu, thì em hãy mau mau tiếp nhận Chúa Giêsu, bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài đã giáng sinh làm người, và Chúa Giêsu Ngài đã gánh thay tội của tất cả các em trên thập tự giá. Chúa Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã đổ huyết ra để cho tất cả chúng ta nhận được sự tha tội, và Ngài đã đắc thắng sự chết, Ngài đã phục sinh một cách vinh hiển sau 3 ngày. Và hiện nay, Ngài đang chờ đợi tất cả các em trở thành con cái của Chúa bằng việc chúng ta tiếp nhận Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học với nhau câu Kinh Thánh này qua cử chỉ, qua động tác ha. Chúng ta sẽ cùng đọc lại với nhau một lần câu Kinh Thánh này, rồi sau đó anh Cường sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác để chúng ta có thể ghi nhớ câu Kinh Thánh này một cách tốt hơn. Chúng ta cùng đọc với nhau nè. 2, 3. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng con. Thi Thiên chương 108 câu số 13. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học động tác ghi nhớ của câu Kinh Thánh này nha. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng con. Thi Thiên chương 108 câu số 13. Rất là đơn giản đúng không nào? Bây giờ anh Cường sẽ hướng dẫn lại một lần nữa để chúng ta dễ dàng ghi nhớ hơn. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta giơ hai tay lên. Chúng ta sẽ chỉ vào trong người của mình, sẽ làm những việc làm. Đây là việc làm, chúng ta đưa hai tay và xoay cả thể tất cả mọi việc. Vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng con. Chúng ta tiếp tục chúng con là chúng ta chỉ vào mình. Thi Thiên chương 108 câu số 13. Rồi bây giờ lại một lần nữa nha. Các bạn hãy cố gắng làm thật là tốt nha để chúng ta ghi nhớ câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng chuẩn bị. 2, 3. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng con. Thi Thiên chương 108 câu số 13. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch của chúng con. Thi Thiên chương 108 câu số 13.
À, như vậy là các em đã thuộc được câu kinh thánh ghi nhớ của chúng ta ngày hôm nay. Chúc cho các em một buổi tối vui vẻ và nghe được một câu chuyện kinh thánh thật là hay nha. Tạm biệt các em. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp các bạn. Có lẽ mùa Giáng sinh sắp kết thúc rồi, nhưng những câu chuyện kinh thánh còn rất nhiều phía sau nhé. Và sau đây chúng ta sẽ được nghe câu chuyện kinh thánh qua bài số 33, Samson, người đàn ông mạnh nhất thế giới. Nhiều năm sau, thời của Gideon, dân sự Israel lại một lần nữa bắt đầu thờ lại những thần tượng. Để sửa dạy họ, Đức Chúa Trời cho phép người Philistine, quân thù của họ, thống trị trên họ. Nhưng một người đàn ông Israel, Manoa và vợ của ông là người kính sợ Đức Chúa Trời. Tại thời điểm đó, họ chưa có một đứa con nào cả. Một ngày kia, thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với người vợ và nói rằng bà sẽ có một đứa con trai. Khi nó lớn lên, nó sẽ giải cứu dân Israel khỏi tay người Philistine. Một em bé được sinh ra và được đặt tên là Samson. Anh ta lớn lên thành một người đàn ông có sức mạnh phi thường. Không có ai từng sống trên đất có thể so sánh được. Anh ta luôn mạnh mẽ nếu anh vâng lời Đức Chúa Trời, không được uống rượu và không cắt những lọn tóc trên đầu của mình. Một ngày kia, một con sư tử tơ đang gầm thét trước mặt Samson, nhưng anh ta không hề sợ hãi. Anh ta nắm lấy con sư tử và xé nó ra chỉ bằng hai tay không. Một lần nữa, khi Samson đang ở trong một thành phố của người Philistine, họ đã đóng cổng thành cao lớn. Họ nói rằng, bây giờ chúng ta có thể bắt được nó rồi. Nhưng trong đêm đó, Samson đã nhổ hai trụ của cổng thành cao lớn đó, vác lên vai rồi đem quăng chúng ở trên đỉnh đồi. Một thời gian sau đó, Samson yêu một người phụ nữ Philistine tên là Dalila. Người Philistine hứa cho cô rất nhiều tiền bạc nếu cô khám phá ra bí mật về sức mạnh của Samson. Trong nhiều ngày, cô ta nài nỉ Samson kể cho cô nghe bí mật của anh ta. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Samson đã tiết lộ mọi điều cho người đàn bà quỷ quyệt này. Nếu những lọn tóc của ta bị cắt, Đức Chúa Trời sẽ lấy sức mạnh của ta. Trong khi Samson ngủ, những người Philistine cắt lấy những lọn tóc của anh, rồi họ đem anh nhốt vào ngục và móc mắt anh nữa. Sau đó, tóc của Samson mọc lại. Người Philistine tụ họp trong đền thờ của họ để dự một buổi tiệc lớn. Họ đã mang Samson từ ngục tù ra để làm trò cười cho họ. Samson đã nhờ một cậu bé đưa anh đến cột chính của đền thờ. Anh cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho anh sức mạnh. Anh đã xô ngã hai cột chính của đền thờ và ngay lập tức cả ngôi đền thờ sập xuống đất. Kết quả có hơn 3.000 người Philistine đã bị giết chết. Samson cũng bị chết trong sự kiện này, nhưng anh đã làm được một việc cuối cùng cho Đức Chúa Trời. Trong 20 năm, Samson đã làm giảm thế lực kẻ thù của dân sự Chúa. Các bạn ơi, các bạn vừa được nghe câu chuyện được chép trong Kinh Thánh Các Quan Xét đoạn 13 đến đoạn 16. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chiến đấu dũng cảm vì chính Ngài sẽ dày đạp kẻ thù của chúng ta. Các bạn ơi, nếu chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho chúng ta lòng dũng cảm để chúng ta đối mặt với mọi kẻ thù. Và hy vọng tất cả chúng ta sẽ đều vâng lời Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào các em. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện số 33 bằng những câu hỏi trắc nghiệm nhé. Câu chuyện số 33, Samson. Câu ghi nhớ Thi Thiên 108 câu 13. Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch chúng tôi. Câu hỏi 33.1. Samson đã giết con thú dữ nào bằng đôi tay không của anh? A. Con chiên. B. Con gấu.
C. Con sư tử. Câu hỏi 33.2. Điều gì xảy ra với Samson khi anh đã mất hết sức mạnh? A. Bị nhốt vào ngục. B. Bị móc mắt. C. Cả A, B đều đúng. Câu hỏi 33.3. Chúa ban cho Samson sức mạnh lần cuối. Trong cùng một lúc, ông đã giết bao nhiêu người Philistin? A. Hơn 3.000 người. B. Hơn 2.000 người. C. Hơn 1.000 người. Câu hỏi 33.4. Chúa đã ban cho Samson sức mạnh để giải phóng người Do Thái ra khỏi người Philistin. Em có được Chúa ban cho sức khỏe, sức mạnh để phục vụ Chúa chưa? Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Đức Chúa Trời chân thật, xin cho con sống luôn làm sáng danh Chúa và có ân tứ để làm trọn trách nhiệm được giao. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.